Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những ảnh chế về cuộc sống xung quanh ta nhé anh em. Nice. Tôi chắc chắn anh em kiểu gì cũng có đứa bạn thích nghiên cứu kiểu này. Rồi, tới công chuyện này. Thực trạng xã hội hiện nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt rắn độc và không độc. Có độc, không có độc. Mua được cái đèn ngủ dễ thương quá trời, mà tới lúc bật nó lên thì thấy nó lạ lắm. Máy lạnh cho mùa hè, cam kết giá tốt nhất, bao công lắp đặt. Phô mai con bò cười, phô mai con bò nghiêm túc. Mấy thằng khứa hay comment DDD hoặc NNN là gì? Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhé. Hình ảnh tôi đang tìm mấy thằng hở ra là tao sẽ luôn có mặt khi mày cần. Oh shit, here we go again. Những gì tôi mặc, những gì mẹ tôi kể với hàng xóm. Trộn cơm cho chó thấy đầy quá nên ăn bớt một ít. Mà khoan, cậu Vàng cũng là chó cơ mà. Rồi sao để cái hình con mèo, tao là chó cơ mà cái thằng ấy đi này.